Cô giỡn mặt cái tôi hả? Em lỡ ngủ quên. Bước ra khỏi vòng vòng của tôi. Anh sẽ cho em một cơ hội cuối. Đưa Chan đi tới đây. Chan ý. Ngôi sao ca nhạc Chan Yeon vừa kết thúc thành công chuyến lưu diễn tại các thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á. Lần này mà còn phải chứ. Suko. Doi, haja. Cô bị đuổi việc rồi, rồi cô coi thường tôi nha. Vậy ra cô dám. À, 춤도 못하고 노래도 못해요. Xin chào các bạn, hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bạn về cách làm sao để đi tàu từ Hải Phòng lên Hà Nội hoặc Hà Nội về Hải Phòng mà không bị muộn tàu cũng như không bị muộn giờ nếu các bạn thực sự đi bằng phương tiện như gửi xe máy hay tất cả các phương tiện khác nhau. Thì hiện tại để chúng ta không bao giờ bị muộn giờ cả thì chúng ta phải nên nhớ rằng là luôn luôn đến sớm hơn trước một tiếng. Xin chào các bạn, tôi Tuấn Kenji. Hôm nay tôi đang có mặt tại ga Hải Phòng. Thì lúc này là tầm 8:30. Tôi sẽ xuất phát từ ga Hải Phòng lên Hà Nội. Thì chúng ta sẽ vào để xem là sự chờ đợi của những khách hàng khi chúng ta phải chờ đợi ga ra sao, mua như thế nào và lên xe, lên tàu ra sao. Tất cả chúng ta sẽ xem những người ta phục vụ ra sao ha. Còn các hành khách khi phải đợi tàu thì họ sẽ làm những gì và quá trình lên tàu ra sao, và tất cả những chương trình đó chúng ta sẽ đi tìm toa của chúng ta ra sao ha. Ok, cảm ơn và chúng ta bắt đầu cuộc hành trình thôi. Vâng, đây là khu chỗ chúng ta có thể mua vé. Trước khi mua vé thì chúng ta phải xếp hàng cho đây, nếu như mặt đông thì tôi phải xếp hàng để mua vé. Thì mỗi một người giá vé và các khu khác nhau thì sẽ có cái giá tiền khác nhau. Như vậy là chúng ta mua vé xong thì chúng ta, nếu mà chúng ta đi xe máy thì chúng ta phải mua cả vé người đến vé xe máy. Thì tùy theo chúng ta ngồi ghế mềm hay ghế cứng thì chúng ta sẽ có những cái giá tiền khác nhau, thường thì dao động trong khoảng ví dụ như là người thì tầm khoảng 70-90, còn xe thì cũng vậy, cũng sẽ dao động trong khoảng như thế. Và cả người lên xe thì không vượt quá 200.000 đâu các bạn. Như tôi đây là tôi đi mất 175.000 cả người lên xe. Còn đây là chung quanh chỗ đợi tàu, tức là sau khi mà chúng ta mua vé rồi thì chúng ta có thể ngồi đây để chúng ta đợi tàu, cái giờ tàu đến. Và tất cả người ở đây thì họ đều đã mua vé và họ chỉ là chờ đợi để chờ tàu từ Hà Nội hoặc ở đâu đó về bến mà đúng giờ thì họ sẽ bắt đầu xuất phát để lên đường. Thì các bạn có thể nhìn thấy quang cảnh ở trong cái khu vực này thì tất cả mọi người ngồi thì đều tỏ ra là hơi mệt mỏi một chút đúng không ạ? Nhưng mà được một cái là gì, ở đây thì có phòng lạnh nên là gì cũng khá thoải mái. Và bây giờ thì tôi khi mà tàu đã đến thì chúng ta bắt đầu là đi ra tàu. Thì vì tôi đi bằng phương tiện xe máy nên là tôi sẽ phóng trực tiếp đến cái chỗ để đặt xe máy, để đưa xe máy lên tàu. Thì bây giờ là tôi đang đi về phía cuối toa nơi mà có thể đặt xe máy lên trên.
Tại cái con đường này thì nó hơi sóc một chút nên là cảm giác là gì, cái camera nó sẽ hơi bị rung luôn các bạn. Vâng, thì cuối cùng thì cũng đến gần đến nơi cái chỗ có thể để xe máy lên rồi, và bây giờ thì tôi sẽ để ra xe máy vào một cái chỗ để người ta có thể dắt được lên. Tôi đã tìm chỗ là xem là chỗ nào hợp lý nhất để chúng ta có thể để xe rồi người ta sẽ tự dắt lên xe nhé. Thì khi mà chúng ta đến đây rồi thì chúng ta chỉ cần chú ý rằng là gì, người ta có thể là cho hết xe xuống rồi thì chúng ta hãy cho xe vào nhé. Còn nếu mà người ta chưa cho xe xuống mà các bạn đã cho xe vào thì rất là vướng. Và đó, bây giờ thì người ta đã cho hết xe rồi thì chúng ta sẽ cho xe vào và người ta sẽ ghi cái tên danh sách hoặc là số điện thoại để người ta có thể biết được xem mình là xe nào. Và thủ tục cũng rất là nhanh, chỉ sau vài giây chúng ta có thể là trao xe và chúng ta có thể làm xong các cái thủ tục là giao xe rồi. Thì hiện tại tôi đứng ở đây, tôi có thể quay cho các bạn xem là gì, cái view mà mọi người vẫn cứ đang đến để gửi xe và họ dắt xe lên như thế này đấy, các bạn có thể thấy đấy. Vâng, và sau khi mà thủ tục này xong thì chúng ta sẽ phải đi tìm cái toa xe của mình là ở đâu. Thì chúng ta phải đi tìm, thì trước khi đi tìm thì chúng ta phải để ý xem là cái cuốn vé của chúng ta là cái toa nào và số ghế bao nhiêu nhé các bạn nhé. Để khi mà chúng ta để ý rồi đến cái toa nào thì chúng ta bắt đầu đi tìm toa, đi tìm chính xác cái toa mà mình muốn lên. Khi mà đúng toa rồi thì bắt đầu là chúng ta lên toa và chúng ta bắt đầu là đi tìm xem là cái chỗ chúng ta ngồi là chỗ nào, chứ là số ghế bao nhiêu đấy các bạn. Ở trong cái vé của chúng ta đều có cái số ghế là bao nhiêu nữa, thì chúng ta đi tìm nhé. Và khi chúng ta đi tìm đúng rồi thì chúng ta có thể là gì, cất đồ đạc, ví dụ như là các cái ba lô danh sách thì để lên trên đầu đấy. Như ở đây thì là chúng ta sẽ có một cái giá bên trên đầu, thì chúng ta để tất cả các ba lô, các cái đồ đạc bên trên đầu của mình, như vậy là rất là tiện lợi và nó an toàn, không bị di chuyển hay là không bị rơi khi mà quá trình đi lại do tàu chuyển bánh nắc nư các bạn ạ. Và đây là quang cảnh khi mà tàu bắt đầu chuyển động, tàu chạy thì đây là một cái đoạn view của thành phố Hải Phòng. Đây thì tôi cũng thế là gì, cái khu này cũng tương đối là sinh động và đẹp, thì tôi sẽ quay cho các bạn để các bạn có thể thấy được rằng là ở đây có các cái khu như là khu biệt thự liền kề hoặc là các cái khu như của những người Tây đó, và đã được thiết kế nên là rất là đẹp. Và đi sâu bên trong kia nữa thì còn rất là đẹp nữa, nhưng mà hiện tại thì là đi theo cái đường của tàu này thì chỉ quay được một cái đoạn trong cái hệ thống view như thế này thôi. Thì các bạn có thể chứng kiến là gì, là nó cũng đã đổi mới rất nhiều sau nhiều năm qua. Thì tôi thấy là gì, khi mà trở lại Hải Phòng trong cái 1 đến 2 năm trở lại đây thì Hải Phòng thay đổi rất là nhiều về mặt kiến trúc rồi là xây dựng, thì thay đổi thực sự là rất là nhiều quá. Vâng, và đây thì là chủ Vincom Plaza mới xây ở Hải Phòng, thì rất là cao đẹp. Ở trên đây là tàu nên là gì, chúng ta không thể cảm nhận hết được cái vẻ đẹp và cái sự hùng vĩ của nó, khi nó rất là cao, cũng là rất là long lanh do phải quay qua cái cửa kính, nhưng mà nó cũng hơi bẩn bẩn một chút đó, nên cảm giác rằng nó không được long lanh lắm. Thế nhưng mà các bạn có thể thấy một điều là gì, nó cũng rất là đẹp đúng không các bạn, và khá là rộng sang trọng. Vâng, và khi chúng ta đi thì chúng ta sẽ tới các cái chỗ đỗ tàu tiếp theo, thì tôi sẽ cố gắng quay cho các bạn những cái đường hay nhất, và đây là một trong những cái mà tôi thấy nó rất là đẹp nên là tôi sẽ để cho các bạn có thể nhìn được một chút nha, và có cả âm thanh luôn ha. Ok. Thank you.
khi đến Quỳnh thì cũng đã đến nơi, thì tôi đến được ga Gia Lâm. Thì ga Gia Lâm thì cũng là đến điểm cuối rồi, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn.